Ok nha, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại vào kênh YouTube của em Hiệu. Các bác ơi, hôm nay em Hiệu sẽ giới thiệu đến các bác một cái siêu phẩm nhá. Một siêu phẩm ở trong nhà bếp, cái loại này là một cái loại kệ gia vị nhá, hộp đựng gia vị thế hệ mới các bác nhá. Cái này thì chị em thì chắc chắn là 100% là em cam kết các bác là rất là yêu thích nó. Thậm chí những người đàn ông mà thích vào bếp thì em nghĩ là cũng sẽ rất là thích cái sản phẩm này. Nó là một cái kệ, một cái hộp đựng gia vị nhá, thế hệ mới, thay vì những cái kệ thông thường thì cái này nó đã tích hợp vào một cái hộp rồi. Đây. Thế thì em quay sát vào đây một chút nữa cho các bác xem. Các bác nhìn này, thứ nhất là các bác nhìn, có thể là các bác nhìn là cái hình thức của nó bên ngoài, bên trong rất là đẹp luôn. Đấy. Cái này thì nó sử dụng cái chất liệu inox số 304 các bác nhé. Inox số 304 có cái độ sáng bóng này. Sáng bóng rất là cao. Đấy, sáng bóng. Cái hộp của nó rất là chỉ là nhỏ gọn như thế này thôi. Các bác có thể đặt ở các loại ở góc bếp. Đấy. Thế thì nó có cấu tạo như thế nào? Đây các bác này, nó có một cái cửa này để cho những cái gì, muỗng như này, các muỗng như này các bác có thể là để gia vị các bác nhá. Đấy, các bác có thể để gia vị ở đây. Các bác để vào đây để cho nó có sự kín, không bị hở. Đấy, tạo sự khô. Đấy. Trên này thì các bác có thể là dùng để đũa này, để đũa, để dao ở đây. Đây inox số 304 chuẩn nha các bác nhá. Rất là bền. Cái này rất là bền. Bền rất là bền luôn. Chỗ này bên này là để dao, để thớt nhá, cái dao cài thớt. Còn trên này chúng ta có thể để được những cái lọ hộp gia vị, hộp gia vị. Đấy. Đây cái dao này, đây để đũa này, để kéo này. À, hay là trên này chúng ta để được những cái lọ gia vị, ví dụ như là nước mắm này, hay là hạt lêm này. Đấy thì các bác có thể để trên này. Đây ở đây thì bên cạnh này thì có những cái khay mà có thể là hứng nước. Giả dụ như là dao giết các thứ mà nước ấy, thì là sẽ có cái khay này để hứng nước, và chúng ta có thể rút được cái khay này ra để chúng ta vệ sinh nó. Rồi. Bên này cũng có các bác nhá. Đấy, bên này cũng có đây. Đó. Cái này còn tháo được cả ra cơ. Đây. Em cũng chưa tháo được nào đâu. Video này là em tháo đầu tiên. Hình như là em thấy cái bên nhập hàng mà tháo được ra, nói chung là đại loại là chỉ là để vệ sinh thôi. Này. Đại loại chỉ là để vệ sinh thôi các bác nhá. Này. Chỉ để vệ sinh thôi. Cái này thì rất là tiện gọn các bác nhá. Đấy. Đây là chiếc hộp đựng gia vị thế hệ mới nhất của năm 2021. Chất liệu inox 304 rất là tiện ích. Đây, sáng đẹp. Các bác nào có nhu cầu mua sử dụng, mua làm quà thì hãy liên hệ với em Hiệu nha. Số điện thoại em Hiệu để ở phần mô tả bên dưới. Bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em Hiệu ship hàng toàn quốc các bác nha. Ship hàng đến thì tận nơi cho các bác được quyền kiểm tra hàng. Sau đó các bác mới phải thanh toán các bác nha. Ok, em xin kết thúc cái video này tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.